Bà mẹ cậu 13 đã hồi hộp mà nó còn nhấp nhấp nhả nhả. 1 2 Dứt. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MMO ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay lại tiếp tục cái series mà mình úp đồ cho Ặc Trâu này nha. Thì mấy hôm trước là úp là nó mới lên được cộng 11 thôi. Còn chưa ép dòng tím, dòng vàng gì nữa. Dòng vàng thì mới được có 4 món giám sát thương, còn một món này chưa có lên giám sát thương. Thì giờ là mình quyết định là mình đi mình úp luôn. Và mình sẽ ép nó lên cộng 13 luôn nha. Thì để cùng xem là xem lên được cộng 13 nổi không. Thì trước tiên là mình đi ép cái dòng tím cho nó trước đi. Đây còn mấy phát đây. Ép cái dòng tím trước, xong đó rồi đi ép dòng dòng vàng sau. Ơi, áo thì có vào đây. Lựa chọn item 380. Nó hầu như là thành công thôi. Tỷ lệ thành công vẫn là khá là cao. Dễ lên lắm. Ủa bảo là lên à. Còn cái vũ khí chưa có đấy, thì chút xíu nó đi giải nén ngọc. Đây tiếp. Rồi. Còn cái áo này cho ra giảm sát thương luôn. Hy vọng như đây là sẽ lên này sẽ lên full được cái set này. Để đi lại trị mấy ông MG. Đó. Rồi, ơi, về kia chứ về Aya. Về Aya 1 tẩy rồi đó. Nghĩ cái dòng vàng mà mình không muốn đó. Trong đó bắt đầu mới ép cái dòng khác. Rồi. Trước. Rồi tăng AG. Mình đập cái này khá là xui. Nhiều khi đập đập hết nhiêu đây nó không 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 lên nổi cái dòng giám sát thương đó. Bà mẹ. Đó. Toàn ra cái dòng gì đâu không. Còn cái vũ khí chưa có ép được dòng tím thì sao? Đây chút xíu coi ở bên ạc kia còn đá hộ mệnh không? Lấy ép luôn cho nó, vũ khí là quan trọng nhất. Lên! Lên! Trời ơi! Giảm HP kìa! Lên! Mày dữ quá! Ra mà nó ra cái dòng gì đâu? Đó, hên quá. Rồi, cuối cùng cũng lên được rồi. Thì chút xíu nữa mình sẽ đẩy nó lên cộng lên để chút xíu này đập nếu mà lên cộng 13 hết thì mình đẩy nó lên 77% luôn. Còn không thì lại tạch. Bây giờ mình đi cắt đã. Cắt lấy đồ ra đây đập lên cộng 13 trước đã. Hy vọng như đây bùa kết hợp trao là sẽ ổn. Nay hy vọng là sẽ lên được 13 hết. Đây mình còn có hai bậc nữa. Hai mình nhân 5 là thành công 10 phát là coi như là lên rồi. Đó. Nó cũng dễ mà. Đấy nén hết nè. Gặp người quen anh em ơi. Gặp người biết mình.
Rồi bây giờ đến về đến cái tiết mục hấp dẫn đây. Cắt bớt đồ đó. Rồi, bắt đầu mua hai cái bùa đi. Rồi, da dứt lần lượt, dứt từ cái đầu dứt xuống. Đó, đi chơi cái đầu nha. Ba ngọc. Tỷ lệ 80% nha anh em ơi. 80% là khá là cao chứ. Vậy mà nó tạch lia lịa đấy. Ai nè, ôi cái này đừng có đập, nó để ném lên 4 lần, 5 lần luôn kìa, lần này ném 3 lần mới đập, cộng 12 giờ lên chín thật là cộng 12 hết. Ồ 3 lần mà ta, ai thật cái đầu tiên là tạch rồi anh em ơi, cái đầu tiên tạch rồi. Em này tan tác rồi. Rồi cái này mới cái đầu tiên mà tạch rồi thì là còn làm ăn trò trống gì được trời. Rồi sao mà full lên cộng 13 được. 80% bà mẹ đó. Về cộng 7 luôn kìa. Tạch xe này bỏ. Holo set 13 cho xong. Đổi. Dứt đó, nó cứ vậy có phải ai không? Ôi trời ơi, mất cái nón lắng xẹt kìa. Tự nhiên lại đi mất cái nón rồi, tạch mất cái nón anh em ơi. Cái sau nó lên là cũng không đủ set rồi. Bây giờ chứ lên full 12 đi giờ tính. Chơi chính thật là từ từ. Cháo nó sẽ nhừ. Ờ thiếu cái gì ta? Ba viên mình mua 4 viên kia. Ôi. Tiếp tục. Một nè. Ném một lần. Cho lên set 13 đi. Hai công thành 9 rồi. Một nè. Một. Hai. Nó phải thế anh em ơi, bắt đầu lấy được cảm giác rồi, lấy lại được cảm giác rồi. Bắt đầu cảm giác mà nó đấy nó đang bắt đầu rồi. Theo bài rồi. Đó, ba lần phải không? Tiếp tục. Đó, đập hai lên hai phát là bắt đầu có hứng liền phải không anh em? Ứng liền tự nhiên cái đầu tiên mới cái nón mà tự nhiên tạch mẹ cái nón mà thấy cay rồi à mẹ nó rồi theo bài đúng bài của thầy là núi không bao giờ đè được hết á. Một hai một nè ai gọi điện giờ này thôi. Một hai ơi một
Ăn mấy cái này hồi hộp phải đấy anh em. Chức nó phải thế, nó phải thế anh em thấy không? Dứt cái là thành công, dứt cái là thành công. Đồ đồ ba món cộng 12 rồi, thêm món nữa nha anh em nhìn nha. Đấy. Có điểm hả? Tự nhiên lại giật cái tay ra đó. Ở giục mẹ tay đi, giục mẹ tay đi hả? 2 4 5 6. Rồi tiếp tục, tiếp tục nha. Rồi còn cái tay, cho cái tay lên luôn nè. Một một à, trời. Một này bà mẹ ném một lần thôi ta. Một hai, nó đã đi theo bài rồi, nó đã theo bài rồi, nó vô cái bài rồi thì không bao giờ mà xịt được. Xin một lần được xịt bà mẹ, nhìn cái nón kìa. Bây giờ là tiếp tiếp tiết mục là lên cộng 13. Đó, game nó lại là rẻ rồi. À, anh em nhìn lên cộng 13 này. Cộng 13 cho xem này. Có ông nào về đây nữa rồi. Lên cộng 13 này. Rồi phát này với là căng này. Lại cũng 80%. Đó. 80% này. Phát này căng. Phát quyết định mà. Đập lên 4 món này đi xong rồi tính cái nón xong. Rồi kìa. 1 và mẹ cộng 13 đã hồi hộp mà nó còn nhấp nhấp nhá nhá. 1 2 chức ít ngay là chỉ nhấp nhá nhá vậy là đủ má nó xịt rồi. Trời ơi nó về cộng 1 luôn kìa. Thôi xong rồi. Ô mẹ bóc kết trận select rồi. Toàn rồi anh em ơi. 2 4 5. Ai thật nhấp nhấp nhả nhả đang lên như thế chết nghe vậy đó, toàn cái là tụt hứng luôn. À mẹ chứ phát quyết định là nó tụt tụt hết thì nghĩ đập set này luôn. Thôi 4 một nè, hai nè, à, 12 lên 13, hoài quá anh em ơi, đúng bài đúng sách toàn hết rồi, còn 2 món à, rồi mấy ông đi săn con đôn thôi. Lên 13 được không? Có khi nào 2 món này nó tạch hết không?
Coi coi này. Đập đồ chứ đập xong người tím ngắt. Nó về không hết, tím ngắt. Bà mẹ nó cay. Xé lưỡi luôn. Rồi, coi phần này có lên không? Ai đi. Ấy. Tám mươi phần trăm này. Lên đi, lên lấy món coi. Căn tiếp nha. Một, hai, dứt. Cái này nó về 9 hay về 11 đó anh em ơi. Đó, về 11. Ai thật. Lên. Toàn hết rồi. Không lên nổi một món cộng 13 luôn. Bà mẹ nó cay. Khô nhài quá, khô nhài quá. Làm phát quyết định coi. Lên cộng 13 được không? Cái set đồ là thấy ứa rồi đó. Hát quyết định. Một. Đi cái này lên lắm. Hai. Mẹ nó nhấp. Kìa. Hai lần. Ôi. Một này. Phát này này. Phát này này. Phát này nó ném 3 lần này. Một lần hoài ta. Một. Hai. Ôi. Nhấp nhả kiểu này toang nữa rồi. Chức. Mẹ nó tím ngắt hết người à. Sao ta? Cho một cái lên cộng 12 thì lại coi. Toàn hết sạch toàn rồi. Về không hết rồi anh em ơi. Kiểu này là bốc kích chọn select thật rồi. Này nghi lên rồi, tại vì lên 12 mà. 1 2 Ồ, nó ném kìa. Ôi, nó phải cộng 9 kìa. Ai thật. Trời, nhìn người đen thui kìa. Ai, đi vào đi ra người xanh lẹt luôn. Mẹ nó. Chó này. Nhớ mặt bố mày nha. Đi về. Đó. Toàn hết rồi anh em ơi. Hay quá. Thôi đi treo đi. Đi lên trên bà Jack và có treo. À treo. Lên treo chút xíu. Treo đi reset này.
quá. Mày nó cho lên, nó cho lên, nó cho lên cộng 11 cộng 12 hết cuối cùng nữa mẹ, cộng 13 là nó bị giật mày. Chơi cái bài chó lẻ thiệt. Thôi video đập xếp thần ma lên cộng 13 mình xin kết thúc tại đây nha. Đập nó về không hết rồi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.